Khi làm tổ, chim trống còn phải ra sức canh gác và nỗ lực để đẩy lùi các con chim trống khác có ý định đánh cắp tổ. Nếu một con chim trống khác khỏe mạnh hơn, sẽ đánh đuổi nó ra khỏi khu vực. Và điều đó cũng có nghĩa là cơ hội sinh sản của nó cũng mất. Sau khi tổ được làm xong, chim mái sẽ đến quan sát. Nếu đồng ý, chúng sẽ tiến hành giao phối và đẻ trứng. Thông thường, chim mái sẽ đẻ trứng vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Chim mẹ sẽ đẻ từ 16 đến 24 quả trứng màu trắng lớn. Tuy nhiên, đôi khi có thể được tìm thấy trong một tổ có đến hơn 50 quả trứng. Sau khi đẻ trứng, chim bố mẹ dùng chân xới rác lấp trứng lại. Khi lá cây cùng những vật liệu khác trong tổ bị phân hủy, chúng sẽ tỏa nhiệt và những quả trứng bên trong tổ sẽ được ấp. Chim bố mẹ thỉnh thoảng điều chỉnh nhiệt độ trong tổ bằng cách thêm hoặc bớt lá cây trong tổ và giữ tổ ở nhiệt độ từ 33 đến 38 độ C. Thời gian ấp trứng sẽ kéo dài khoảng 7 tuần.